dụ một cái relay điện từ nó gồm có 3 khâu tách riêng để các em biết: khâu nhận tín hiệu, khâu trung gian để biến đổi cái tín hiệu đấy thành tín hiệu đầu ra, đó là cái đóng cắt các cái tiếp điểm. Cái tiếp điểm này nó sẽ nối với cái mạch lực, cái mạch điều khiển các cái thiết bị bên ngoài này nhá, để điều khiển các thiết bị động lực đó. Tiếp theo ta đi cái đặc tính chung của các cái dơ le là cái gì, là quan hệ giữa đầu, đặc tính là vào ra của dơ le, đặc tính cái đầu tín hiệu, cái tín hiệu đầu vào là xì đây, tín hiệu đầu ra là y đây. Khi mà tín hiệu xì đạt đến một cái trạng thái, tín hiệu xì này đạt đến trạng thái xì tác động này, còn nhỏ hơn xì tác động thì cái tín hiệu đầu ra nó đang ở mức y không, à y min. Khi mà đến xì, cái tín hiệu đầu vào đạt đến cái giá trị đặt trước là xì tác động, thì là nó sẽ làm cho cái y min này nó thay đổi, nó thay đổi cái giá trị đầu ra, thay đổi cái giá trị của y, nó tăng lên y max này nha. Đấy, tăng lên y max là cái mức trên này. Còn khi mà tín hiệu xì này giảm xuống, đây là cái đường lên này, đường mũi tên lên này. Khi mà xì đầu vào nó giảm xuống thì các bạn phải nhớ là cái khi nó giảm thì cái nó giảm qua cái giá trị tác động này, nó cũng chưa bị tác, nó chưa cái đầu ra này chưa giảm, mà trên thực tế nó có cái sự khác nhau giữa y nhả và y tác động này. Khi mà xì nó giảm đến cái xì nhả thì bắt đầu cái y này nó mới trở, nó mới thay đổi giá trị đầu ra là về y min đấy. Giữa cái y xì nhả và xì tác động này nó khác nhau. Tuy nhiên là có một số cái thiết bị đơn giản là hai cái thằng này nó trùng nhau, cứ cái ngưỡng lớn hơn thì tác động và nhỏ hơn thì cắt. Nhưng mà nhìn chung các cái dơ le, các cái dơ le của chúng ta nó có đặc tính đầu ra vào ra là như này. Tăng lên đến giá trị tác động thì thay đổi cái y min thành y max. Còn là gì? Khi mà giảm xuống, giảm đến giá trị nhả thì là để y max trở thành y min, nó lật trạng thái như thế này. Nha, đấy là đặc tính đầu ra. Thì dựa vào cái đặc tính đầu ra, ta có một số cái thông số mà sau này ví dụ như ai mà học hệ thống điện, học với cái môn gọi là bảo vệ hệ thống dơ le của cô Hồng, thì chúng ta phải nắm chắc cái quy quy cái đặc tính vào ra của dơ le này để chúng ta thiết kế các hệ thống bảo vệ. Đấy, thì có một số cái thông số ở trên cái đặc tính vào ra này chúng ta cần chú ý, nó là gì? Thứ nhất là hệ số nhả của dơ le. Hệ số nhả của dơ le này, đấy là đặc trưng bằng cái ca nhả này này, bằng xì tác động, xì nhả trên x tác động, xì nhả này trên x tác động này. Đó nha. Thì bình thường ấy, cái ca này bằng 1, tức là cái xì nhả bằng x tác động, thì cái những cái đấy là nó làm việc, cái dơ le đấy làm việc là cái vòng tròn, cái chỗ cái xì nhả là bằng x tác động, nó là cái những cái dơ le đơn giản. Còn những có cái dơ le mà nó có cái xì nhả và xì tác động này này, nó nhất là đặc biệt các cái dơ le số, thì người ta cài được các cái giá trị nhả và tác động này, người ta định được cái giá trị đấy nha, thì là nó có cái đặc trợ, có một cái hệ số gọi là hệ số nhả của dơ le bằng giá trị xì nhả trên xì tác động, tức là cái giá trị nhả chia cho giá trị tác động. Cái thứ hai là hệ số dự trữ của dơ le, là cái x làm việc này này, x làm việc đây nhá. Ví dụ như cái đầu vào làm việc của cái xì, của cái tín hiệu đầu vào là đây, để cho cái dơ le tác động thì cái xì này này nó phải lớn hơn xì tác động nhá. Thì bao giờ cũng thế, nếu mà nó bằng xì tác động thì nó lại rơi vào cái dạng nó càng gần đây, thì cái độ tin cậy của cái dơ le này, cái độ chắc chắn làm việc nó không cao. Cho nên là bao giờ cái tín hiệu đầu vào để cho nó chắc chắn là nó tác động thì xì làm việc này nó phải lớn hơn xì tác động này. Thì để đảm bảo là nó đang, cái dơ le đang tác động, thì xì làm việc này này chia cho xì tác động, người ta gọi là hệ số dự trữ. Dự trữ này có nghĩa là gì? Nếu mà vì một cái lý do nào đấy mà nó cái tín hiệu xì đầu vào nó bé hơn một tí, thì nhưng mà nó vẫn nằm ở trên cái tác động thì nó vẫn tác động được. Đấy, cái dự trữ là như vậy. Ý nghĩa của dự trữ để dự trữ cho cái khoảng làm việc an toàn cho nó. Đấy là cái ca hệ số dự trữ.
Tiếp theo là gì? Hệ số điều khiển hay là hệ số khuếch đại của Joule chính là cái hệ số công suất. Thì cái này cái Joule này này, cái tỷ lệ giữa công suất đầu vào và công suất đầu ra chính là hệ số điều khiển, hệ số khuếch đại công suất nha. Cái tín hiệu vào bé nhưng mà cái tín hiệu tác động đầu ra này nó to này. Đó. Thì là cái hệ số điều khiển, hệ số khuếch đại công suất này nó to. Ở trong cái mạch điều khiển của chúng ta ấy, thì đôi khi chúng ta nhận được tín hiệu rất bé. Nhưng mà để kết nối với cái hệ thống điều khiển động lực này thì là cái cần phải dòng nó lớn hơn. Thì qua cái Joule nếu mà cái tín hiệu, cái công suất đầu ra lớn hơn đầu vào như thế này, càng lớn thì cái dòng điện được khuếch đại, tín hiệu được khuếch đại lên càng lớn, cho nên có cái hệ số gọi là hệ số khuếch đại hay hệ số điều khiển là K điều khiển này. Đó. Nha. Tiếp theo là cái thời gian tác động của Joule. Người ta chia làm 3 loại. Loại nhanh là nhỏ hơn mili giây. Loại bình thường là từ 10 mili giây đến khoảng 10, xung quanh 10 mili giây. Còn loại chậm là từ 100 mili giây đến 1 giây. Đấy. Thì Joule trong hệ thống điện nó tác động như thế. Nó gọi là thời gian tác động của Joule. Ví dụ đầu vào ấy. Đầu vào, khi mà tín hiệu đầu vào nó lớn hơn giá trị tác động này. Nhưng mà không phải là tín hiệu đầu ra tác động ngay, mà phải đợi đến sau cái thời gian tác động này thì nó mới tác động. Thì là thế. Thì là nhanh thì là như thế này, là mili giây này. Bình thường là cỡ khoảng 10 mili giây này. Còn là chậm là từ 100 mili giây đến lại 1 giây. Là chậm đấy. Thì ở trong cái hệ thống Joule ấy, người ta dùng hay dùng Joule để bảo vệ hệ thống điện và điều khiển các cái hệ thống điện. Thì khi mà sử dụng cái hệ thống Joule thì người ta có yêu cầu các cái yêu cầu chính như thế này là tính chọn lọc. Khi mà cái Joule tác động ấy thì tùy thuộc ở đối tượng bảo vệ ở cấp trên hay cấp dưới mà người ta set up các cái giá trị tác động này, cái ngưỡng tác động này để làm sao cho nó chọn lọc được. Ví dụ như là cùng một cái tín hiệu xảy ra, người ta muốn cái Joule nào cắt trước, người ta muốn Joule nào cắt sau, người ta muốn Joule nó tác động trước, Joule nó tác động sau, thì đấy là cái tính chọn lọc khi mà mình set up các hệ thống bảo vệ, mình cài đặt các hệ thống bảo vệ. Thứ hai là độ nhạy. Độ nhạy cũng thế. Độ nhạy là gì? Khi mà cái tín hiệu đầu vào nó thay đổi thì tín hiệu ra cũng phải thay đổi. Đó. Đấy thì gọi là độ nhạy. Thì cái nhạy cảm nó bao nhiêu gọi là độ nhạy. Cái thứ hai là cái thứ ba là độ tin cậy. Là nó phải đảm, không phải là cái thiết bị nào khi chế tạo ra nó đều có thể làm việc đúng như thế này đâu, mà người ta phải kiểm tra xác suất xem là bao nhiêu phần trăm cái Joule đấy nó làm việc đúng như cái đặc tính nó thông báo như vậy. Thì đấy là đảm bảo cái độ tin cậy tác động. Chứ còn nếu mà mình mua cái Joule mà không đảm bảo độ tin cậy, khi mà có sự cố xảy ra nó không tác động được, thì đấy là cái Joule độ tin cậy rất kém. Thì trong hệ thống bảo vệ Joule nhớ lại có 3 cái yêu cầu chính là chọn lọc này, độ nhạy và độ tin cậy này. Nó phải tác động được. Nó phải đảm bảo được. Đó, đấy là cái hệ thống chung về của Joule như thế. Ta giới thiệu chung về cái khái niệm chung về Joule. Thứ nhất là cái cấu tạo chung của Joule là gì, cái vai trò của nó trong hệ thống điện là gì rồi. Và cái cái đặc tính vào ra của nó, các cái khái niệm về độ dự trữ rồi là độ khuếch đại, hệ số khuếch đại, hệ số khuếch dự trữ, rồi là gì, hệ số nhả của Joule đấy, rồi là cái thời gian tác động của Joule chúng ta làm quen. Bây giờ ta sang một cái loại Joule đầu tiên, đó là Joule điện tử. Joule điện tử này, cái tiếng Anh của nó Joule đặt là relay điện tử. Relay, khi mà đọc các cái tài liệu tiếng Anh thì chữ relay là cái Joule đấy. Thì như thầy nói, Joule là một cái thiết linh, một loại thiết bị điện, khí phụ điện hạ áp. Nó nhận tín hiệu đầu vào và nó xử lý và cho ra tín hiệu đầu ra để điều khiển các cái hệ thống động lực đó. Thì có rất nhiều loại Joule, có rất nhiều cái phân loại Joule. Ở đây không có phân loại đặc tính, phân loại Joule nó có gọi Joule điện tử này, Joule điện động này, Joule không điện này, Joule nó chia theo nguyên lý, nó chia theo chức năng bảo vệ, nó chia theo nhiều thứ.
Đấy thì cái việc đầu tiên đó là ta nghiên cứu về cái dơ le điện tử. Cái dơ le điện tử ấy thì là nó làm việc theo nguyên lý điện tử. Nguyên lý điện tử là nó có một cái tín hiệu như cái ban nãy ta vẽ đấy, nó sẽ có ba khâu. Cái khâu đầu tiên là cái cuộn dây, cái khâu thứ hai là cái khâu cơ cấu mạch tử để gây ra đây, nó sẽ có cái cấu nguyên lý chung nó là như nào. Cái đây là cái mạch tử đây để thầy vẽ. À trong nữa nó có vẽ rồi, không cần phải vẽ lại. Trong nữa chúng ta có nha, nó có một cái nam châm điện tử có phần động gắn với cái cơ cấu đầu ra. Tức là trên cái phần động khi chuyển động lên xuống ấy thì là nó sẽ mang cái tiếp điểm tĩnh, à tiếp điểm động. Còn cái tiếp điểm tĩnh sẽ gắn với phần tĩnh khi mà phần động chuyển động, và thì nó sẽ mang cái tiếp điểm động đấy đập vào tiếp xúc với tiếp điểm tĩnh đấy, thì gọi là cái cơ cấu đầu ra là như vậy. Đó, tùy theo công dụng thì ta có các loại dơ le điện tử khác nhau, tùy theo công dụng nhá. Thì ta có cái dơ le điện tử khác nhau. Thứ nhất là dơ le trung gian, là cái dơ le dùng để làm trung gian của các cái mạch điều khiển. Từ cái tín hiệu chỗ này sang cái tự nhận được tín hiệu chỗ này thì nó biến đổi thành tín hiệu khác, thì nó có thể là làm biến đổi thành tín hiệu khác để là khuếch đại cái tín hiệu dòng điện lên, khuếch đại cái công suất để là nó phù hợp với cái cơ cấu đầu ra chẳng hạn. Hoặc là dơ le trung gian nó dùng để chia phân chia các tiếp điểm, ví dụ nhận một tín hiệu vào vào là một tín hiệu on off, thì nó chia ra thành nhiều tín hiệu on off khác nhau, và tín hiệu này có thể lật ngược trạng thái. Ví dụ on off như này, nó chia ra nhiều cái tín hiệu on off khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau đấy, nhiều cái mạch khác nhau. Đây là chia tín hiệu ra, hoặc là nó có thể lật ngại từ đang on thì cái chỗ này off thành on chẳng hạn, vân vân. Nó có chia, nó thứ nhất là nó có thể khuếch đại tín hiệu này, thứ hai là phân chia tín hiệu này đấy. Thì cái dơ le trung gian thường nó làm như vậy. Tiếp theo là dơ le dòng điện, là cái dơ le nó làm việc theo nguyên lý dòng điện, tức là cái nguồn cung cấp vào cái trong nữa ta học cái nam châm điện đấy, thì cái nguồn cung cấp của nó, nguồn cung cấp vào cái cuộn điện, cuộn dây của nam châm đấy là cái nguồn dòng. Còn dơ le điện áp là cái nguồn cung cấp vào đây là nguồn điện áp. Chỉ cần điện áp đảm bảo được cái ngưỡng đúng cái đầu vào của nó là điện áp. Còn cái dơ le dòng điện là cái đầu vào của nó là dòng điện. Còn dơ le tín hiệu là cái dơ le dùng để lấy tín hiệu ấy, thì là đây cũng là cái dơ le để nhận tín hiệu đầu vào thôi. Cái vai trò của nó khác cái mấy cái tín hiệu dơ le trung gian này. Dơ le trung gian nó nằm giữa, còn tín hiệu là thường là cái dơ le đảm nhận cái khâu thu thập tín hiệu đầu tiên. Và tiếp theo là cái dơ le thời gian, cũng nguyên thêm nguyên lý làm việc điện tử nhưng mà nó sẽ định được thời gian đó. Nó sẽ sau một thời gian bao nhiêu nó định thời, nó sẽ tác động đó. Thì cái dơ le thời gian này vào là tín hiệu điện nhưng ra sẽ là tín hiệu thời gian đó. Thì vân vân, nó có nhiều loại dơ le, nhưng trong cái dơ le điện tử này là chủ yếu là cái dơ le ở trong cái tủ điện của chúng ta ấy, rất nhiều những cái con ở trong đấy nha. Thì sau này các em làm tủ bảng thì ai cũng phải đụng đến dơ le này, ít nhiều cũng phải dơ le, chứ mình không đấu một phát cái tín hiệu từ nhận từ từ cái thiết bị này sang cái thiết bị khác đâu, mà giữa này sẽ có cái mạch điều khiển. Mạch điều khiển đấy chỗ này thì dùng nhiều dơ le ở giữa này đó. Tiếp theo ta đi cái đây là cái dơ le, à dơ le điện tử, dơ le trung gian kiểu điện tử. Đây này các em này, đây là cái một cái nam châm điện nhá. Nam châm điện thì cái lõi thép đây này, lõi thép đây này, lõi thép, và nó cố định trên cái vỏ. Còn đây là phần phần động, à phần tĩnh cố định như này, và cái phần động là cái nắp như này, cái nắp hình hình này đây. Và cái con nam châm điện này nó sẽ có một cái cuộn dây nó quấn như thế này. Này là dơ le kiểu bọc, tức là cái vỏ sắt nó bọc lấy cuộn dây. Thì ở giữa cái lỗ ở giữa cái cuộn dây này sẽ có cái lỗ rộng ở cái chỗ để cho cái nắp này nó chuyển động lên xuống. Thì đây cái nguồn điện nó sẽ cấp vào con dơ le này nha. Nguồn điện nó sẽ cấp rồi là tùy theo cái nguồn, nó nguồn một chiều hay xoay chiều. Mà hôm trước ta học nam châm điện
thì sẽ có cái cấu tạo của cái mạch từ này nó sẽ khác nhau. Nếu mà một chiều thì nam châm này, cái thường này là thường là thép đúc. Còn nếu mà xoay chiều thì nó sẽ là cái thép này nó sẽ là thép lá. Và nếu mà xoay chiều thì là nó sẽ có cái vòng ngắn mạch ở một cái cực nào đấy, hoặc là nó gắn ở trên hai cực này, hoặc là nó gắn trên cái cực này để làm sao cho chống cái dao động của cái lực dao động của cái nắp này hút lên hút xuống. Thì đây chính là cái cuộn dây, chính là cái khâu nhận tín hiệu đầu vào. Khi mà tín hiệu đầu vào là cái tín hiệu điện áp hay dòng điện cấp vào đây, thì là cái cuộn dây này nó sẽ có điện. Có điện này nó sẽ sinh ra cái từ thông chạy trong cái nam châm điện. Từ thông đấy sẽ hút cái nắp này xuống. Khi mà hút cái nắp này xuống thì nó tác động cái cơ cấu tác động là gì? Đây là cái thanh này, nó sẽ cái thanh này nó sẽ mang, nó sẽ gắn cố định các cái tiếp điểm. Nó gắn cái tiếp điểm trên nó, đây là tiếp điểm động. Đấy, thì là nó khi mà nó hút xuống thì nó nhả. Bình thường nó có hai loại tiếp điểm, là tiếp điểm này là tiếp điểm thường, đây là tiếp điểm thường đóng. Tiếp điểm thường đóng, tức là khi mà chưa tác động nó đang đóng vào đây. Ký hiệu của nó là như thế này. Còn là gì? Cái chỗ này, cái cặp này với cặp này này là thường đóng. Là thường đóng. Còn cái cặp này với cặp này này là thường mở. Là thường mở. Đây là thường mở. Mà ký hiệu của nó đây, mở toang hoác ra đây. Đây là thường đóng, đây là thường mở. Thế thì khi mà kéo xuống thì nó toàn bộ cái tiếp điểm thường đóng nó sẽ nhả ra và tiếp điểm thường mở đóng lại. Đó. Khi mà nhả ra thì tiếp điểm thường mở lại mở ra và tiếp điểm thường đóng lại đóng lại. Thì ở đây ta thấy đây là cái dây leo trung gian thường ấy, nó có nhiều cái cặp tiếp điểm để phục vụ cho nhiều cái mạch điều khiển khác nhau. Đấy, em có dùng hay không dùng trên thực tế là khi mà mua dây leo đấy, người ta cũng sẽ có nhiều cặp thường mở, nhiều cặp thường đóng. Chứ không, người ta không sản xuất một cái loại dây leo mà chỉ có một cặp tiếp điểm hay không đâu. Nó có mà có cả thường đóng, có cả thường mở cho các em để phục vụ cái bài toán điều khiển của chúng ta. Đó. Đây là cái cơ cấu làm việc của nó. Khi mà cung cấp cái tín hiệu đầu vào là Y hoặc U ở đây thì có dòng điện và nó đóng mở lên xuống này. Thì người ta lấy cái tiếp điểm này để người ta điều khiển cái mạch lực khác. Ở cái con dơ le này chúng ta thấy là gì? Là cái nó có mấy tiếp điểm thường đóng và mấy tiếp điểm thường mở. Mấy cặp tiếp điểm thường đóng, mấy cặp tiếp điểm thường mở. Mọi người đếm cho thầy. Alo cả lớp. Alo. Ba. Đếm cho thầy. Con này là mấy tiếp điểm thường đóng, mấy tiếp điểm thường mở? Con nào đây? Hả? Đúng rồi. Đúng rồi, ba đóng ba mở. Ba có ý kiến khác không? Hai cặp đóng, ba cặp mở. 6-6 thầy ạ. Đấy, thầy biết ngay là thế nào cũng có người đều đoán ra 6 mà. Nào, hãy nhìn vào cái cực đấu dây. Cực đấu dây là cái tròn tròn này này. Người ta sẽ đấu dây vào đây. Cái chỗ này chỉ là cái thanh dẫn từ đây sang đây thôi. Đây là tiếp điểm cầu. Đấu dây vào đây. Nha. Ví dụ như người ta lấy cái cặp tiếp điểm này thì dương vào đây, âm vào đây. Thì vào đây nó ra đây. Đây là cặp tiếp điểm. Được chưa? Còn nếu như mà người ta lấy đây này, cái cực đấu dây này, nếu mà người ta đấu dây vào đây và đấu dây vào đây, cái cặp này chính là cặp thường mở. Thì cái chỗ này nó có đấu dây vào đâu thì nếu mà em coi đây là một cặp tiếp điểm, một cái tiếp điểm để lấy ra ấy, thì em phải đấu dây vào đây chứ thì mới lấy ra được. Nhưng chỗ này không có dây đấu, cho nên là gì? Ba cặp thường mở, ba cặp thường đóng mới là chính xác. Em quan sát cái cực đấu dây này, tròn tròn đây này, nó chỉ cho phép đấu ba cặp thường đóng, ba cặp thường mở, đúng không? Chứ làm sao mà lấy được cái này ra, mình cái này ra, đúng không? Đó. Đấy, khi mà đấu dây vào đây này, đấu dây vào đây, ví được một cặp tiếp điểm thường đóng, đấu dây vào đây, cấp đây rồi đây, ví được cặp tiếp điểm thường mở. Thế thôi,
làm sao mà ra 6 được, đúng không? Đấy, dựa vào cái tín hiệu có điện áp hay có dòng điện ở đây thì nó, cái này sẽ là đóng mở. Và cái cơ cấu cái này, cái dây le này dùng là cái dây le trung gian, bởi vì cái tín hiệu đầu vào của nó sẽ là nhận tín hiệu đóng mở từ cái khác, đóng mở từ cái khác thì vẽ này. Cái này là đóng mở từ cái khác. Đây này. Cái tín hiệu nhận vào nó sẽ là tín hiệu đấu vào cái dây này. Tín hiệu đấu vào cái dây này. Tín hiệu đấu vào cái dây này nó sẽ là cũng là tín hiệu lấy từ cái tiếp điểm của cái tín hiệu điện khác. Được chưa? Nó sẽ có cái cặp tiếp điểm khác ở đây chỗ này. Đây là cái cặp tiếp điểm ký hiệu như cái kiểu tụ, hoặc là ký hiệu theo giống kiểu này cũng được. Cái kiểu mà ta đang dùng ở trên hình vẽ là cái tiếp điểm này. Tiếp kiểu thường mở như này. Đấy. Đây là ví dụ điện áp chẳng hạn. Đây, điện áp chẳng hạn. Khi mà có tín hiệu đóng cái thằng này vào, được chưa? Đóng cái thằng này vào thì đây có điện, cái thằng này kéo xuống thì sẽ đóng cái tiếp điểm thường mở vào mà mở tiếp điểm thường đóng ra. Đây, tín hiệu đầu vào là tín hiệu này. Và tín hiệu ra là các cái tín hiệu trên này, là các cái tín hiệu này. Nên người ta gọi là dây le trung gian. Còn lấy muốn lấy được cái tín hiệu đầu vào này, đóng mở này, lại phải qua dây le tín hiệu đầu thì mới có. Nha. Và cái dây le tính gọi là dây le tín hiệu thì mới lấy cái tín hiệu này vào đây. Thì nói chung là cái dây le này là cái khâu trung gian. Từ đây ta thấy là cái gì? Cái dây le trung gian này làm nhiệm vụ là từ một tín hiệu đầu vào mình tạo ra được 3 cặp tiếp điểm. Trong đó có 3 thường mở, 3 thường đóng, hoạt động nhịp nhàng với cái tín hiệu đầu vào này. Được chưa? Thì có đây chính là cái chuyện người ta dùng dây le, thứ nhất là người ta phân chia tín hiệu ra. Một thành rất nhiều tín hiệu là cái chức năng thứ nhất của dây le trung gian. Chức năng thứ hai là này, cái nó có thể là dùng để khuếch đại tín hiệu. Ví dụ cái tín hiệu đầu vào chỗ này nó cũng là cái tiếp điểm, hai cái tiếp điểm này, cái tín hiệu chỗ này nó sẽ đấu cái dòng điện vào cái chỗ này này, nó rất là bé, nó lấy từ dây le tín hiệu về, thường là dòng điện và điện áp bé. Để nó vào đây thì mình coi là cái tín hiệu này là cái công suất của nó rất là bé. Công suất nó bé, nhưng mà nếu mà cái thằng này vào đây nó kéo lên kéo xuống cái thằng này thì là nó cho ra cái tín hiệu qua các cái tiếp điểm này thì cái dòng điện và dòng điện và điện áp đi qua cái tiếp điểm này, tín hiệu này có thể là rất to. Dòng điện điện áp rất to và kết cấu của tiếp điểm này to. Cho nên là gì? Từ cái tín hiệu bé này nó khuếch đại thành cái tín hiệu to này. Ví dụ ở chỗ này cỡ miliampere chẳng hạn. Được chưa? Nó đóng mở cái thằng này để cho nó điều khiển đóng mở cái thằng này. Ra đây thì cái này cỡ 1 ampere chẳng hạn. Vì là cái mạch lực là thường là cái dòng của nó cỡ hàng ampere. Còn tín hiệu đầu ra của các cái dây le tín hiệu kia là nó cái tiếp điểm nó bé với lại tín hiệu năng lượng nó bé thì là cái công suất của cái tín hiệu này này nó bé này, công suất của tín hiệu đầu ra này nó to. Cho nên cái dơ le trung gian có thể dùng làm cái dơ le để khuếch đại công suất, khuếch đại tín hiệu. Đó. Cái này chuyên môn dùng để phối hợp ở trong cái mạch điều khiển của chúng ta. Khi mà đi làm thực tế, các em sẽ thấy này, các cái đầu đo ví dụ đầu đo áp suất chẳng hạn, đầu đo áp suất như này. Đầu đo áp suất nó có cái bộ transmitter nó đo áp suất ở chỗ này, thì ngoài cái tín hiệu mà nó nhận được là tín hiệu analog để truyền về để đo được cái để có cái tín hiệu hiển thị trên màn hình là tín hiệu tương tự để đo được cái giá trị của nó là continuous tức là liên tục, thì là gì, ở trong cái thiết bị đo nó có cái gọi là cái switch, các cái công tắc, các cái tín hiệu này đóng mở này nó đi cùng với nó. Khi mà các em set
cái tín hiệu áp suất này ở cái một giá trị ví dụ 13 chẳng hạn, thì cái switch này nó sẽ đóng vào và người ta lấy cái tín hiệu từ switch này, người ta đấu vào đây, đấu vào cái mạch như này, đấu vào một đầu, đấu vào cái chỗ này, một đầu đấu vào cái chỗ này. Thì đối với các tín hiệu đo này, cái tín hiệu, cái công suất của tín hiệu, đây là cái switch này chính là cái làm cái chức năng của relay tín hiệu này. Cái dòng này nó rất là bé, cỡ khoảng 0,1 ampere thôi, được chưa? Thì đấu vào đây, thì cái dòng này bé này này, nó qua con relay này khuếch đại lên, thì cái dòng cái chỗ này nó có thể là 1 ampere. Và cái từ cái mạch này em đấu sang cái mạch điều khiển để động cơ, thì cái tín hiệu đấy nó khỏe hơn và nó sẽ làm đóng mở được các cái thiết bị to hơn. Đấy là trường hợp khuếch đại tín hiệu. Khi mà các em ra trường, các em đi làm thì nó gặp như này. Đấy, để phối hợp cái tín hiệu đầu vào và đầu ra nó phù hợp với cái các thiết bị khác thì ta phải dùng relay trung gian là như vậy. Nào bây giờ ta đi qua một số cái đặc điểm của relay trung gian. Relay trung gian về số lượng tiếp điểm là rất nhiều. Thường khi chế tạo người ta chế tạo luôn rất nhiều, anh có dùng hay không dùng thì anh để thừa kệ anh. Nhưng mà một khi đã mất công chế tạo, người ta chế tạo rất nhiều cái tiếp điểm đấy. Cái thứ hai là khả năng chuyển mạch lớn, tức là cái này nó làm việc rất là tốt. Khi là có tín hiệu nó hút xuống, còn không có tín hiệu nó nhả lên thôi. Đấy. Cái thứ ba là công suất cuộn nuôi bé này, cái cuộn nuôi này này, công suất này này bé. Chính vì vậy là cái gì? Cái tín hiệu của cái thằng này này nó rất là bé, nhưng được cái công suất tín hiệu đầu ra nó lớn. Được chưa? Dòng điện qua tiết điểm của cái thằng này, qua cái tiết điểm này, nó nhỏ hơn tín hiệu trung gian ấy, relay trung gian nó nhỏ hơn 5 ampere. Đây, vì khi mà nếu mà em đấu vào mạch điều khiển mà cái dòng điện nó lớn hơn 5 ampere thì em không thể dùng được cái relay trung gian này. Và em bắt buộc em phải dùng một cái con relay khác. Lại khuếch đại thêm một lần nữa thì mới được cái dòng điện lớn hơn để đấu vào mạch của nó. Được chưa? Tiếp theo cái thời gian tác động của relay trung gian là cỡ này là 0,05 giây, tức là cỡ 50 mili giây là cái loại tác động cỡ vừa đấy. Được chưa? Tức là cũng không nhanh mà cũng không chậm. Tuổi thọ của nó là được 1 triệu đến 10 triệu lần đóng cắt. Tất cả các thiết bị đóng cắt mà khi sản xuất ra thì nó chỉ cái tuổi thọ của nó được tính bằng số lần đóng cắt nha. Đóng cắt sau một số lần thì cái tiếp điểm này nó sẽ bị hỏng. Nó bị hỏng, bị hồ quang, nó bị hỏng, bị oxy hóa, nó hỏng thì phải thay. Nên một ngày đó cái tủ điện của mình, cái hệ thống của mình không chạy là chuyện thường. Và đấy mới là vai trò, đấy mới là công việc của kỹ sư điện. Ta đi mua về ta thay, ta đấu lại. Được chưa? Đó. Đấy là cái đặc điểm của cái relay trung gian. Về cái sử dụng cái relay trung gian làm cái gì thì thầy đã nói rồi, truyền và khuếch đại tín hiệu là một. Thầy vừa nói truyền và khuếch đại tín hiệu. Cái thứ hai là phân chia tín hiệu. Từ một tín hiệu ta chia thành nhiều tín hiệu qua các cái tiếp điểm này để tới các bộ phận khác. Và cái relay trung gian này nó có hai loại, một là relay điện, relay một chiều thì dùng trong các cái hệ thống điện một chiều, điều khiển mà nguồn của nó một chiều, hoặc là relay xoay chiều dùng luôn cái điện áp lưới là 220V xoay chiều. Thì tùy thuộc vào cái mạch của chúng ta, ta có thể là mua cái relay trung gian xoay chiều hoặc là relay trung gian một chiều đều được, ở trên thị trường nó đều có cả. Đó, đây là relay trung gian, nó rất đơn giản, nó là cái những cái cục ở trong cái đấy, các em thấy rất nhiều ở trong tủ điện. Còn cái chuyện là cái đấu các cái mạch điều khiển này vào ra, điều khiển cái này cái kia đấy là do cái người kỹ sư thiết kế sử dụng các cái này đấu với nhau như thế nào để được một cái mạch nó hoạt động nhịp nhàng theo cái quy trình công nghệ của chúng ta. Nha, đây là cái relay trung gian. Tiếp theo là relay tín hiệu, là cái relay để lấy cái tín hiệu đầu vào ấy cho cái relay trung gian ấy. Thì ở trên hình vẽ đây là một cái quyển relay tín hiệu. Relay tín hiệu để dùng để lấy cái tín hiệu làm việc hay không làm việc, lỗi hay không lỗi. Đấy, cho nên cái cách sử dụng cái relay tín hiệu là gì? Cái sử dụng cái relay tín hiệu là báo trạng thái làm việc của hệ thống, của thiết bị, của máy móc. Thì cái cấu tạo của relay tín hiệu này là như mình nói là theo làm việc theo nguyên lý điện tử. Thì là đây cái lõi thép của nó đây, lõi thép đây. Đây cái trụ này nữa, đây lõi thép.
bằng cái cuộn dây của nó đây. Một là lõi thép, hai là cuộn dây nó quấn quanh trục này. Và cái phần động của nó cũng là cái lõi mà cái đầu trên nó được, nó để giữ, nó có cái lò xo để kéo này, để giữ một quả đối trọng bên này. Đây cái năm này là cái gì? Cái cờ, người ta gọi là cái cờ, cờ để chốt cái nẫy, cái cờ ấy, để chốt nó lại. Thì là gì? À, nó đỡ lấy cái cờ này. Nha. Đỡ lấy cái cờ này. Cái cờ này đỡ giữ này thì là nó chưa tác động ở trên này, ở gần với cái cờ, người ta sẽ gắn một cái tiếp biểm gần ở đây, cặp tiếp biểm gần ở đây, 7-8. Thế khi mà cái không có điện vào cái cuộn dây này, không có điện vào cái cuộn dây này thì thế nào? Thì là cái này nó không hút xuống. Không hút xuống thì thế nào? Thì cái thằng này là bị cái cái lò xo này kéo ra và nó giữ cái cờ như này. Nhưng nếu vì một cái điều kiện nào đấy, nó cái cuộn dây này nó đủ, nó được cấp điện và nó đủ lực để nó hút cái thằng này vào. Hút thằng này vào thì nó rơi cái cờ này xuống. Rơi cờ này xuống thì cái cần chỗ cái cờ này nó sẽ tác động, nó đẩy cái tiếp biểu này đóng vào tiếp 7, đóng vào 8. Thì nó báo tín hiệu là bình thường. Nếu mà bình thường thì không có tác động. Nhưng mà khi có tín hiệu cái nó đầy, nó tác động vào đây, nó báo về cái tiêu điểm 78 đóng vào nhau. Từ cái tín hiệu từ 78 này, người ta kéo vào một cái hệ thống gioe trung gian để sử dụng cái tín hiệu đấy. Thì cái gioe này gọi là gioe tín hiệu. Nha. Còn nó có nhiều cơ cấu, còn cái cơ cấu cờ này, này. Thì các em thấy này, khi mà cờ rơi rồi thì kể cả cái tín hiệu chỗ này này nó không còn nữa. Cái tín hiệu chỗ này không cấp điện, không cấp vào nữa. Thì cái cờ này nó vẫn nằm ở vị trí này do cái trọng lực của nó. Thì là gì? Khi không có cái tín hiệu đầu vào này, nhưng mà cái cờ này sẽ không trở lại cái trạng thái bình thường được. Mà muốn trở lại bình thường ấy, cái người vận hành người ta phải lấy ra, người ta tháo cái cờ này, người ta gác lên trên này. Thì nó mới trở lại bình trạng thái bình thường. Được chưa? Thì cái vai trò của cái chuyện là phải có người tác động này. Tại sao người ta không làm tự động mà người ta phải để cờ rơi như thế này, phải và có phải người phải cài đặt lại, người ta gọi là reset lại bằng cách là lấy cái cờ này đặt lên trên này. Bởi vì này, cái giờ đèn tín hiệu này nó báo thường là dùng để báo lỗi của hệ thống. Thì khi một hệ thống của chúng ta nó nằm ở giải rác, cái người ngồi ở trên cái bàn điều khiển ấy, người ta sẽ không quan sát được hết tất cả các khâu. Thế thì nếu mà xảy ra tín hiệu đấy thoáng qua một cái lỗi đấy thoáng qua một cái thì nó mất đi, nó ngắt đi cái, nó mất đi, nó không làm việc nữa. Cái tín hiệu, cái lỗi đấy nó xảy ra một cái thì cái này tác động và cái nguồn nó sẽ bị cắt ra. Thế thì nó cái này nó sẽ giữ cái trạng thái lỗi, mặc dù cái lỗi không còn nữa, nhưng mà nó vẫn giữ cái trạng thái là cái cờ này để báo cho cái người vận hành là biết là nó vừa mới có một cái sự cố nào ấy ở dưới cái hệ thống của chúng ta, và chúng ta phải khắc phục, sửa chữa, kiểm tra trước, xong đấy phải reset lại thì mới chạy được. Còn nếu mà không với cái cơ cấu mà không tự phục hồi này ấy, đây gọi là cơ cấu không tự phục hồi này, thì khi mà cái sự cố nó thoáng qua, nó hết sự cố cái mà nó lại trở về được, thì cái dơ le, cái hệ thống này sẵn sàng làm việc. Thì là gì? Hệ thống này sẵn sàng làm việc thì là gì? Cái người vận hành, người ta sẽ không, ví dụ lúc đấy người ta đang quan tâm một cái khác, người ta không biết được là có cái sự cố đấy, thì rất là nguy hiểm cho cái hệ thống. Và khi đấu điện trở lại, nó lại bị tác động như vậy, lại bị sự cố mà người ta không biết được sự cố là như thế nào. Cho nên cái dơ le tín hiệu này là cái dơ le không phục hồi, tức là khi mà sự cố muốn phục hồi tự động thì muốn phục hồi lại thì chúng ta phải phục hồi bằng tay. Đây là cái vận hành an toàn cho các thiết bị, cái hệ thống. Cho còn đối với cái gioe mà khi hết cái tín hiệu sự cố cái mà nó trở lại bình thường đấy thì nó không an toàn. Thì cái người vận hành ở trên kia, người ta cứ tưởng là không có sự cố, người ta lại ấn đóng điện lại vào và nó lại tiếp tục bị sự cố như vậy. Đó, nó lại cắt ra. Thì nó hệ thống của chúng ta dễ rơi vào cái trạng thái đấy, không phát hiện được sự cố. Với hai nữa là
máy có thể đóng lại khi mà sự cố chưa được khắc phục. Đây là cái relay tín hiệu, một trong các cái dạng relay tín hiệu kiểu điện tử. Kiểu điện tử là nó dùng 500 điện để nó làm cơ cấu chấp hành. Đó. Thì đây, trên slide thầy trình bày cái sử dụng của nó là thông báo trạng thái làm việc. Nếu trạng thái bình thường thì không có cái tiếp điểm 7 cộng không đóng vào tiếp điểm 8. Còn nếu mà sự cố thì thay thằng này đóng lại, được chưa? Nào, ta phân tích về cái sự phục hồi của tín hiệu. Thì cái núm quay này, muốn phục hồi lại ta phải dùng tay ta đưa về. Đấy, nếu mà sự cố mà chưa được khắc phục thì cái dơ le, nếu mà cái tín hiệu nó có tự phục hồi ấy, thì sự cố chưa khắc phục thì dơ le này nó lại tác động. Cho nên là cái này gọi là dơ le không phục hồi, không tự phục hồi nhá. Đó. Phân loại cái dơ le này thì nó có cái loại cờ, hoặc là cái loại cờ thẳng như này, hoặc là cờ xoay, tùy từng loại. Nó cốt là để gì? Cốt để nó tác động để tạo ra cái tín hiệu, báo tín hiệu là gì? Báo tín hiệu là tín hiệu sự cố hay không sự cố, làm việc hay không làm việc bình thường của hệ thống. Và cái thông số kỹ thuật này, cái cuộn hút này cũng rất là bé, nó cỡ công suất của nó cỡ 1W. Và cái khả năng chuyển mạch, cái tín hiệu đầu ra này là cái tín hiệu, cái khả năng chuyển mạch là như này, là cái công suất này. Cái công suất của cái dòng điện mà đi qua cái tiếp điểm này, nó có thể đạt đến đầu vào của nó là 1W, nhưng mà đầu ra cái tín hiệu của qua cái tiếp điểm này có thể công suất của nó là đến 50W. Nếu mà tín hiệu là cái dơ le, cái loại là dơ le một chiều, còn đến 200V A nữa là loại xoay chiều. Đấy, cái công suất nó vừa làm nhiệm vụ là thu thập cái tín hiệu, vừa làm nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu luôn. Đó. Đấy là dơ le tín hiệu. Ta học thay dơ le rồi, dơ le trung gian rồi, dơ le tín hiệu rồi. Bây giờ ta đi cái dơ le dòng điện kiểu điện tử. Dơ le dòng điện kiểu điện tử. Ta giải lao một tí. Thầy hôm nay thầy hơi có ở cho nên là hơi mệt. Giải lao một tí nhá. Cả lớp ơi. Vâng. Không, phải học chứ. Phải học đúng giờ, giải lao một tí.